Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Sáng hôm nay, ban biên tập lịch sử từ viện tác nghiệp tại một ngôi chùa nằm trong lòng thành phố Mỹ Tho, nơi mà mỗi khi nhắc đến, ai ai cũng biết đây là chiếc nôi đào tạo cho ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang, đó là chùa Phổ Đức, tọa lạc số 40 đường ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Ban biên tập lịch sử tự viện xin giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa Phổ Đức xây dựng lần đầu vào năm 1945 tại đường Trần Hưng Đạo thuộc phường 5, thành phố Mỹ Tho, trên phần đất của ông Tám Hứa. Năm 1950, ông Tôn Tường đã đứng ra xây dựng với hình thức bán kiên cố. Sau khi xây dựng xong, ông Tôn Tường đã đến mời ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ và ni trưởng Thích Nữ Trí Nguyện về trụ trì. Năm 1964, với tâm nguyện đồ sanh và đôi mắt thông tuệ, nhị vị ni trưởng đã cùng với bổn đạo quyết định dời chùa về số 40 ấp Bắc bên dòng sông Bảo Định như vị trí hiện nay. Khi dời về vị trí mới, hai ni trưởng đã đứng ra vận động và xây dựng ngôi chùa theo kiến trúc hiện đại trên phần đất hơn 1.000 m², gồm một tầng trệt và một tầng lầu, được sử dụng hoàn toàn bằng chất liệu bê tông, mái cong, lợp ngói, nền lát gạch bông rất khang trang. Song song với thời gian làm chùa, quý ni trưởng cũng đã bắt đầu tiếp tăng độ chúng. Với y đức và tâm độ lượng của hai vị ni trưởng, rất nhiều chư ni gần xa lần lượt tìm đến cầu pháp và nương theo xuất gia tu học. Ni trưởng Phổ Đức hình thành từ đây. Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo cũng tìm đến cầu pháp và trợ giúp Phật sự tại chùa Phổ Đức từ lúc ban sơ này. Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tiền Bối, ni trưởng Thích Nữ Như Ngộ phải về đảm nhận và hành đạo tại chùa Thiên Phước thuộc xã Tân Hương, tỉnh Long An, giao chùa Phổ Đức lại cho ni sư Thích Nữ Như Hảo kế thừa sự nghiệp của thầy mà giữ gìn, làm cho đạo mạch nơi đây ngày thêm rạng rỡ. Từ khi tiếp nhận trụ trì chùa Phổ Đức, ni sư Thích Nữ Như Hảo đã từng bước kiến tạo lại khuôn viên chùa, xây dựng các công trình phụ và tiếp tục công việc thiêng liêng của một vị trụ trì, đó là tiếp tăng độ chúng, kế vãng khai lai. Ngoài ra, ni sư còn tham gia làm việc với giáo hội ngay từ khi buổi đầu được thành lập năm 1981. Với cương vị là trưởng ban từ thiện xã hội, có những lúc chùa Phổ Đức được mượn làm văn phòng cứu trợ lũ lụt, thiên tai khắp các vùng miền trên cả nước. Đặc biệt, được sự tín nhiệm của giáo hội, song song với chùa Thiên Phước Gò Cát, thành phố Mỹ Tho, chùa Phổ Đức được chọn làm nơi nội trú cho ni sinh theo học trường trung cấp Phật học ngay từ buổi đầu thành lập trường vào năm 1991. Cho đến ngày nay, trong buổi đầu với nhiều khó khăn vay bủa, thế nhưng với tài đức của người học đạo, hành hạnh lời tha, ni sư Thích Nữ Như Hảo đã cưu mang bảo bọc cho chư ni qua các khóa 1, 2 và 3, cư trú nơi đây an tâm theo học Phật Pháp.
từng thế hệ chư ni được đào tạo nơi đây và trực tiếp được sự uốn nắn của ni sư Thích Nữ Như Hảo, hiện nay đang tham gia vào các công tác quan trọng của giáo hội, làm lợi lạc chúng sanh. Trong đó có ni sư Thích Nữ Huệ Năng hiện đang trụ trì chùa. Đến năm 2003, ngày 29 tháng Giêng, khi công viên quả mãn, ni sư Thích Nữ Như Hảo đã thâu thần viên tịch, trụ thế 68 năm, hạ lạp 43 năm. Xét thấy công hạnh to lớn của ni sư đối với đạo pháp và giáo hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã làm thủ tục và xin tấn phong giáo phẩm ni trưởng sau khi người viên tịch. Sau khi ni trưởng Thích Nữ Như Hảo viên tịch, theo sự chỉ dạy của chư tôn đức trong tông phong và chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, ni sư Thích Nữ Huệ Năng đã thừa hành tiếp nối sự nghiệp trăm năm của tổ thầy tại nơi đây. Năm 2006, nhận thấy khu nhà chúng quá chật hẹp mà ni chúng về học ngày càng đông, ni sư Thích Nữ Huệ Năng đã cho xây dựng lại quy mô hơn với kiến trúc một tầng trệt và ba tầng lầu, khang trang thoáng mát, rất tiện lợi cho ni chúng nghỉ ngơi sinh hoạt. Năm 2009, cổng tam quan chùa Phổ Đức lâu ngày bị xuống cấp, lại gặp lúc con đường ấp bắc phía trước nâng cấp làm vướng cổng chùa, ni sư Thích Nữ Huệ Năng đã cho xây dựng lại cổng chùa theo lối kiến trúc gồm 2 tầng với 8 mái cong, được trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt. Vì là trú xứ được giáo hội chọn làm nơi nội trú lâu dài cho ni sinh theo học Phật học tại tỉnh nhà, với nhu cầu cấp thiết, ngày 14 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Thìn, ni sư Thích Nữ Huệ Năng đã cho khởi công đại trùng tu lại toàn bộ công trình chánh điện chùa Phổ Đức bằng chất liệu bê tông, với kiến trúc rất quy mô, một tầng trệt và ba tầng lầu, mái đúc bê tông và dáng ngói lưu ly, các khung cửa được làm bằng gỗ quý, nền lát gạch men rất đẹp. Nơi tầng trệt được dùng làm phòng khách, phía trước bước vào tôn thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề bằng gỗ quý, bên trong thờ ba pho tượng Tây Phương Tam Thánh. Tầng lầu 1 là trai đường, tầng 2 là giảng đường và tầng 3 là chánh điện.
phía trước thờ tượng Phật Thích Ca, hai bên là Phù Điêu Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Phía trên tường, xung quanh là những bức phù điêu mô tả cuộc đời Đức Phật. Đối diện với tượng Đức Phật là bức phù điêu Tây Phương Tam Thánh được chạm rất công phu. Công trình hoàn thành vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 6 năm Quý Tỵ. Với lịch sử hình thành bằng tâm nguyện của các bậc tiền bối khai sáng như trên, nên khi nhắc đến ngôi chùa Phổ Đức, mọi người còn nghĩ đến một môi trường tu học quy củ nề nếp. Nơi đây từng mở nhiều đại giới đàn truyền trao chánh pháp cho ni chúng, như giới đàn năm 1998, năm 2000, năm 2004, 2008 và năm 2012, cũng là nơi quý ni trưởng, ni sư cùng ni chúng lưu lại dấu chân qua những mùa an cư kiết hạ từ khi thành lập đến nay. Chùa Phổ Đức ngày nay được khang trang xinh đẹp, trang nghiêm giữa lòng thành phố phồn hoa. Tất cả đều nhờ sự hy sinh, gian khổ của các bậc tiền bối ni trong tông phong, chư ni trưởng, ni sư trụ trì nơi đây và sự nhiệt thành đóng góp tài vật của hàng thiện nam tín nữ gần xa. Khi hỏi về tâm nguyện sắp tới, Ni sư Thích Nữ Huệ Năng đã chia sẻ: A Di Đà Phật. Hôm nay ban biên tập lịch sử các thư viện trong tỉnh Tiền Giang tác nghiệp tại ngôi chùa Phổ Đức, nơi thường trú của nhiều thế hệ ni sinh trẻ. Và giờ đây, xin phép ni sư cho chúng con có một vài câu hỏi gửi đến ni sư trong phóng sự ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất là: động lực nào để giúp ni sư hoàn thành được việc xây dựng một ngôi chùa khang trang và xinh đẹp như ngày hôm nay? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, với trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của thầy tổ, chúng con nhận thấy từ khi thầy tổ xây dựng ngôi chùa Phổ Đức với tâm nguyện là mở ni trường để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức từ khắp bốn phương trở về đây tu học, tới khi thầy tổ đã quá duyên cái tất bổn phận người kế thừa, chúng con cũng cảm thấy trọng trách này hết sức là quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam, nhất là giáo hội tỉnh nhà.
và nhận thấy ngôi chùa Phổ Đức cũng rất còn khiêm tốn, cho nên chúng con và đại chúng cũng như tứ chúng phát nguyện xây dựng lại ngôi chùa Phổ Đức cho nó khang trang tương đối ổn định để làm chỗ uy kính cho đại chúng từ khắp nơi về đây tu học. Đó là tâm nguyện của người con Phật để báo đền công ơn trong muôn một, và chúng con hạ quyết tâm xây dựng ngôi chùa Phổ Đức. A Di Đà Phật. Vì vậy, về tâm nguyện của sắp tới, ni sư có dự kiến gì và sẽ có tâm nguyện gì để muốn gửi gắm? Vì nơi đây là nơi ương mầm non của Đạo Pháp, với tâm nguyện của con thì con muốn chư tôn đức cũng như quý thiện hữu tri thức xa gần cũng như tín đồ Phật giáo xa gần luôn luôn hỗ trợ cho con hoàn thành tâm nguyện của con ở nơi đây, và con mong muốn sao nơi đây mãi mãi là nơi để cho hậu lai tiếp tục tu học dưới mái trường trung cao đẳng Phật học của Tiền Giang. A Di Đà Phật. Thay lời cho ban biên tập lịch sử tự viện của tỉnh Tiền Giang, chúng con xin gửi lời tri ân ni sư, chúc ni sư luôn được nhiều sức khỏe và tâm nguyện của ni sư sẽ được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa Phổ Đức được Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa vào ngày 11 tháng 12 năm 2014. Ban biên tập lịch sử tự viện tỉnh Tiền Giang xin giới thiệu ngôi chùa đến với quý bạn đọc.